Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cảnh máy cắt nha các bạn. Đang cắt các bạn. Tổng cộng là mình thấy đây có 5 con máy cắt nha các bạn. Một con VKD bạn, còn lại như ba con, 4 con là con Kubota 70 như các bạn. Bên đây có đang có 2 con nha các bạn. Đang đậu nè. Còn phía này là có 3 con đang hoạt động luôn nha các bạn. Hiện giờ là đang huy động lẫn cắt nha các bạn, tại vì trời đang chuyển mưa đó bạn. Hôm nay cũng chiều các bạn, quá trời chuyển mưa luôn. Chụp chuột cái rảnh quá dữ các bạn ơi. Ở đây có vài thanh niên theo bắt chuột nha các bạn. Đồng này mình thấy ít người bắt chuột các bạn ơi. Con 70 này qua đây cắt một mình này nghe các bạn. Đang chiến đấu nè các bạn. Này còn khoảng cỡ 3-40 công nữa là xong các bạn. Bên này cắt cũng dữ lắm rồi các bạn ơi. Một con VKD đối đầu với ba con, 4 con Kubota nha các bạn. Kubota 70. Đó. Thấy chiếc VKD cũng đã chạy qua phía này hỗ trợ cắt tiếp rồi nha các bạn. Nãy chạy 5 con nhưng mà bây giờ là mình thấy con 70 đã bị nằm dùng rồi các bạn. Đây nè. Thấy không? Nó đang bị nằm đó các bạn, đang bị hư nha các bạn. Đang sửa chữa đó các bạn. Quá chừng luôn các bạn.
đang vô trong cắt miếng trong đó các bạn, đang mượn đường qua luôn nè. Chiều nay là phải cho hết luôn nha các bạn, còn khoảng tầm khoảng 30 công nữa các bạn ơi. Cái này máy này mình cũng tới luôn nữa nè. Hiện giờ là còn 4 con bạn, 4 con đánh vòng giặt xong luôn nha các bạn, để tránh trời mưa nè. Kia nha các bạn, quay cho nó gần hơn bạn ơi. Đó, con WD 102 nè các bạn, 102 gồ, thấy nó chạy đất mà đứng này rất là nhanh luôn bạn, chạy siêu tốc luôn bạn. Cái hàm trước nó quá lớn các bạn. Với cái bô giữ chặn các bạn, không thối kìa, quá dữ, chạy lúa đứng rất là phê nha các bạn. Luôn bạn, quá dữ luôn mà, đại hội máy cắt luôn nè. Thanh niên chạy nó kéo rất là dữ nha các bạn, quá đã. Đang đậu cặp kè để lấy lúa luôn nha các bạn. Cậu này cũng rất là nhiều nha các bạn. Ghê vậy các bạn ơi.
có dàn máy kéo đi ra ngoài luôn nha các bạn, cũng sắp xong rồi các bạn, còn khoảng mười mấy công nữa. Quá tay cái đường luôn các bạn, cũng dằn cái đường chưa. Bên lúa rất là vui nữa bạn. Rồi, video của mình cũng tạm thời kết thúc ở đây nha bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.